Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với Zonian Supercar Vlog. Và hôm nay thì mình vào Sài Gòn và rất may mắn đã được chiêm ngưỡng và quay ngay chiếc siêu xe Pagani Huayra độc nhất Việt Nam của đại gia Minh Nhựa các bạn nhé. Rất may mắn luôn, rất may mắn có cơ hội được quay chiếc siêu phẩm này luôn các bạn nhé. Chiếc Pagani Huayra. Phải nói là mình từ Hà Nội mới bay vào sáng nay mà đã có cơ hội được quay review chiếc Pagani Huayra siêu phẩm của siêu phẩm tại thị trường Việt Nam luôn các bạn nhé. Của anh Minh này đang đi nhậu tại quán cá săn bắn 79. Chiếc Pagani Huayra với màu ngoại thất màu trắng, giá đề can màu trắng và bộ tem của công ty nhựa Thành Long. Các bạn nhân viên xin chào các bạn. Xe đỏ tí sẽ lên hình. Đó, chiếc Pagani Huayra siêu phẩm của siêu phẩm luôn các bạn nhé. Sản xuất giới hạn, độc nhất Việt Nam là cái chắc chắn rồi. Quá đẹp luôn các bạn này. Với một người từ Hà Nội vào, một cơ hội được gặp Pagani Huayra phải nói là cực kỳ hiếm có luôn. Mới có cơ hội được gặp chiếc Pagani Huayra này, siêu phẩm của siêu phẩm. Đó, bộ tem của công ty nhựa Long Thành. Wow, lần đầu tiên được tiếp cận với chiếc Pagani Huayra với những cái chi tiết được thiết kế phải nói là đỉnh cao của thế giới luôn các bạn. Một mẫu xe đến từ Ý có giá bán hàng triệu đô la và không phải ai cũng có thể sở hữu được. Wow, carbon everywhere luôn rồi, chất lắm anh em ạ. Wow, những cái hốc hút gió ở trên nắp capo này các bạn thấy những cái hốc hút gió rất lớn luôn. À đây là cái hốc thoát gió từ cái khe hút gió tại nắp capo hút ngược ra. Mâm quá đẹp luôn, một mâm đúng phong cách của thần gió Pagani Huayra luôn. Bộ tem Long Thành Vlatix cùng với có lẽ là chữ ký của anh Minh Phạm Trần Nhật Minh mang cá. Ui, thiết kế phần ngang đẹp thôi rồi luôn các bạn. Đỉnh cao thiết kế luôn đấy. Lần đầu tiên mình được chiêm nghiệm chiếc Pagani Huayra này. Đấy là quá đẳng cấp luôn. Ui phần đuôi các bạn ơi. Phần đuôi này mê mệt luôn đấy. Thực sự là quá là mê mệt luôn. Cụm đèn hậu này, ba bóng đèn hậu này. Wow, chất tạo thành tam giác. Hệ thống ống xả. Động cơ của AMG. Chia sẻ động cơ từ mẹ. 4 cái ống xả đặt hình chữ nhật. Quá chất luôn anh em ạ. Uầy, sờ vẫn còn nóng luôn. Carbon đẹp thôi rồi, carbon. Uầy, phần đuôi. Đuôi phải là đẹp dã man luôn. Uầy, không thể cưỡng lại nổi với cái vẻ đẹp của chiếc Pagani Huayra này mất. Quay ngay cho anh em chiêm ngưỡng. Chưa kịp rút điện thoại, rút máy ảnh ra để chụp ảnh luôn. Uầy, bộ mâm. Uầy, bộ mâm quá đẹp luôn. Bộ mâm lõm, lồng lõm ở trong tại phía sau. Zonian Supercar Vlog. Bộ mâm 20 ở phía sau, lốp 335/30 luôn. Uầy, carbon các bạn. Carbon everywhere luôn. Cái khung sườn carbon. Uầy, nội thất bên trong phải nói là đỉnh cao. Đây là cái gương chiếu hậu này, đẳng cấp là cái gương chiếu hậu này. Đây là khi nó đặt cục vào gương chiếu hậu hình đúng quả mắt kiến, quá chất luôn. Wow, đẹp quá anh em ơi, không thể cưỡng lại nổi được vẻ đẹp của nó. Thực sự đẹp dã man luôn. Wow, siêu phẩm Pagani Huayra độc nhất Việt Nam có giá bán được ước tính lên đến hơn 80 tỷ đồng. Siêu xe trong làng siêu xe anh em ạ, quá là đẳng cấp. Phía sau là một chiếc Alfa Romeo 4C. Vừa bay vào từ Hà Nội sáng nay, có cơ hội được chiêm ngưỡng ngay Pagani Huayra. Ông Trùm siêu xe Hà Nội.
quá đẹp luôn. Lần đầu tiên được gặp Pagani Huayra. Quá đẹp luôn. Đằng sau là một chiếc Alfa Romeo, một chiếc Jaguar, một chiếc Mercedes, một chiếc Mercedes-Benz G63 AMG. Uầy, biển số 98993 G63 AMG phiên bản Edition One đời mới nhất luôn. Tuy nhiên thì trung tâm của sự chú ý thì vẫn chắc chắn là Pagani Huayra rồi. Thực sự quá đẹp, quá dã man luôn các bạn. Dân chơi Bình Nhưỡng và các đại gia Hà Nội, à Sài Gòn. Quá đẹp luôn, một chút nữa dân chơi Bình Nhưỡng đi ra thì mình sẽ cố quay anh ấy được máy các bạn. Tờ mình mở cửa siêu xe Pagani Huayra cho vợ lên. Yeah.